Xin chào toàn thể nha, tôi quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay có một cái máy cưa xích dòng máy lớn đó, siêu to khổng lồ cho nha. Đó, con này là Stein 044 nha em nhá. Đó, máy Stein 044. Đó, dòng máy lớn cho nha. Đó, con này công suất của nó là hơn 70 cc nha. Đó. Hơn 70 cc, nòng nó là 50 ly nha. Đó, trọng lượng máy của nó là 8 kg em nhá. Đó, trọng lượng máy là 8 kg. Máy full zin nha anh em. Đó, máy full zin 100% nha. Đó, lam của nó là lam lam 60 xả được 50 nha anh em. Gần 60 58 rồi đấy. Đó, máy full zin có sưởi ấm tay cầm luôn nha. Đó, ngay sưởi ấm tay cầm này. Đó, cái dòng này là dòng của Đức xịn nha. Đó, dòng của Đức xịn luôn. Không có phải lan tan luôn, thứ này là không có hàng Trung Quốc này, yên tâm luôn. Đó, mã số máy này nha. Đó, mã số máy nó là 128 668 663848 nha. Máy full zin, vô đồ, máy nòng bạc xin hết, nói chung bao zin nha, 100%. Đó, hơi hám rất tốt, nổ găng ti tăng tăng tăng. Đó, xích to lên nha. Xích là xích 72 nha. Đó, làm xích là gắn vừa tất cả các dòng 360 036 rồi 038 rồi 381 382 rồi 660 rồi phải trung nam luôn. Đó. Siêu to khổng lồ. Rồi, bây giờ Hoài Bãi test nổ cho anh em nhá. Đó, con này thì bên Hoài Bãi đang bán với giá là 9,5 triệu bao lam xích. Đó, 9,5 triệu. Đó, hàng máy siêu to khổng lồ nha. Rồi, bây giờ test nổ cho anh em nghe tiếng máy nha. Quá ngon rồi. Hơi càng đét này. Tay cầm nó làm ấn lên nhá. Lúc anh em vào mùa lạnh cắt rất là sướng luôn. Nó không bị tê tay. Rồi, máy full zin, đẹp xuất sắc luôn đấy. Rồi, test con nữa cho anh em. Cứ lên để tiếp qua số điện thoại 0345 05039 nha. Xin cảm ơn toàn thể nha. Em xin chúc video vào đây nha.